Các bạn ơi, bây giờ Khang giới thiệu cho các bạn một cái món đặc sản của Quảng Ngãi này. Bãi tắm khe 2. Trời, nghe cái tên này hấp dẫn, khe 2. Tại sao không phải là khe 3 hay là khe 4? Nó khe 2 à? Hai khe rồi. Rồi, cái con này con dông đúng không chị? Con dông này là chị bắt hay người ta bắt? Người ta bắt chứ, người ta đi đầu á. Để dụ cái con dông này mình bắt sao chị? Trước thì người ta đi đồn mà xuống phải là 2 mét vậy đó. Bây giờ là có cách rồi. Ừ. Có cái bãi giống như là bãi chuột không? Nhỏ nhỏ nhưng mà nhỏ nhỏ. À. Cho mà luôn cái gì như là một cái cháu. Cháu dừa. Thì ngay mà sót ra là ngay cửa hang á. Sập đưa nét là nó chạy ra nó đi ăn. Chạy ra là nó lộn vô cái lọc á, sập xuống. À. Đây. Đây, trời ơi. Mà cái con này là mình nướng với ớt hay sao chị? Hay là muối? Nó được 7 món rồi em. 7 món rồi hả? Món gì? Muối, đây. Đây là con dông. Nướng nướng bằng gì nữa? Mấy móc kia là gì nữa? Nướng ớt này. Nướng ớt. Nướng mọi á. Bài. Nướng xả ớt. Xả ớt. Rồi bằm ra cuốn ra lóc nướng. À. Rồi bằm ra nướng lon. À, nướng lon. Trong cái lon đó. À, rồi gì nữa? À, rồi mình làm là món xào lan. Xào lan. Xào xả ớt. Hay quá. Đó. Nhưng mà món nào là ngon nhất? Với là làm chả giò bằng con dông nữa. Chả giò bằng con dông luôn á các bạn. Trời ơi, đám giống nghe thôi là phải chạy nó biết rồi đó. Trời ơi, chị bán đây lâu chưa chị Oanh? Chị bán 23 năm nè. 23 năm. Chị bán tại cái khe 2 này hả? Tại khe 2 nè. Hồi xưa chị đi làm ăn ở trong Sài Gòn á. À, làm trong Sài Gòn. Làm ở Sài Gòn. Không biết ra đây bán. Chị dễ đó. À. Ở mai dễ sắp có tiền. Chị bãi gặp cái búa ào mà. Chị có biết truyền thuyết vì sao là ở đây gọi là khe 2 không? Biết sao biết, vì sao? Đây mà. Ờ, vì sao? Vì sao ạ? Là nếu mà em đi lên một đoạn là nó có một cái khe nước trong lần chảy ra. Là cái khe nước ngọt, đầu đen đó. Dưới đây có đó, hồi nãy em đi hết một khe nước còn lại chảy ra nữa. Đó là khe 1, khe ra là khe 2. À. Khe 2 nó có 2 khe nước chứ không có sao. Khe 1 là khe 2. Vậy nè, tôi cứ tưởng tượng được nó là bình thường xong nó nứt ra nó làm 2. Ôi ôi ôi. Trắng không? Trắng cái nào? Cái đầu nó không? Cái giật lắm không? Cái nữa nè. Cầm lên đem rồi. Ý, con nhông. Con nhông. Đây rồi. Okay, con này là mình bắt ở đâu? Gò hả? Mùa sinh sản có lấy nhiều không? À, ui, có biết nói không? Nani? Nó ăn. Dễ xài. Con đâu lại đi con tao nữa. Đi con tao kia. Con này được rồi. Mày chỉ cầm lấy nó không có cắn hả? Không. Chị giữ chặt nha. Cắn hả? À, nó quay lại nó tát. Thôi giữ đi. Mình cho nó táp cho thằng quả. Đây. Hello con. Hello mấy cưng. Tên gì? Tên nhau. Tên nhau. Ôi cái đuôi nó chặt ngay nha. Rồi. Các bạn ơi, để xem những video clip thật là hay của Nguyên Khang thì các bạn hãy nhớ click subscribe trên kênh YouTube của Nguyên Khang Official, cũng như là các bạn có thể click like trên trang fanpage của Nguyên Khang để Nguyên Khang có thể giới thiệu cho các bạn thật nhiều những video clip thật hay nha. Khang hy vọng sẽ được kết nối với tất cả các bạn. Một lần nữa, hãy click subscribe và click like trên trang fanpage. Yêu các bạn.